Các kỳ tài tiếp theo của kỳ tài lộ diện sẽ thăng cấp độ khó trong kỹ năng biểu diễn, đồng thời kết hợp ăn ý cùng khách mời đồng môn, mang những màn biểu diễn đặc sắc đầy gây cấn và hấp dẫn đến khán giả trong tập 11. Kỳ tài Khanh Hà biểu diễn ảo thuật ánh sáng cùng nhóm học trò.